Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin trưa nay 27 tháng 2 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ngành y cần nâng cao kỹ năng ngoại ngữ khi tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN, AEC. Người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển đổi mô hình kinh doanh trong giai đoạn khó khăn. Triển lãm giới thiệu tới công chúng những sáng tác của hai họa sĩ Dương Thùy Dương và Đỗ Tuấn Anh sau khi định cư tại Đức với thông điệp về việc hội nhập vào một nền văn hóa mới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã khai mạc ngày 27 tháng 2 tại thủ đô Viên Chăn với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thonglun Sisulit đã nhấn mạnh đây là hội nghị đầu tiên do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN 2016. Hội nghị lần này là dịp để các bộ trưởng cùng thảo luận các phương thức tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và sức mạnh của cộng đồng chung ASEAN thông qua việc triển khai thực hiện tầm nhìn ASEAN 2025 và ba kế hoạch tổng thể của ba trụ cột gồm trụ cột an ninh chính trị, trụ cột kinh tế và trụ cột văn hóa xã hội. Cũng tại hội nghị này, các bộ trưởng sẽ cùng thảo luận về những ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN của Lào và những vấn đề quốc tế và khu vực mà các bên cùng quan tâm. Trước khi tham gia phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thonglun Sisulit đã có cuộc gặp song phương. Hôm nay ngày 27 tháng 2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam, hơn 400 bác sĩ của 16 bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễu hành để khuyến khích người dân hiến máu tình nguyện trong chương trình Blue Trắng vì người bệnh cần máu. Chương trình do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội tổ chức. Đoàn sẽ diễu hành theo 3 nhánh và tập kết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi sẽ diễn ra lễ hội Xuân Hồng 2016. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2015, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có 3 trên 8 nghề là bác sĩ, điều dưỡng, nha sĩ được tự do di chuyển lao động trong cộng đồng kinh tế ASEAN AEC. Việc nâng cao kỹ năng ngoại ngữ là một trong những yêu cầu cấp thiết để các bác sĩ có thể tham gia hiệu quả vào thị trường này. Mỗi tháng một lần, lớp học tiếng Anh chuyên ngành nâng cao với giảng viên đến từ Quỹ học mãi Australia được tổ chức cho các bác sĩ, giảng viên y khoa. Trong những năm gần đây, hoạt động giảng dạy bằng ngoại ngữ là một trong những ưu tiên của Đại học Y Hà Nội. Chúng tôi tiếp tục mở rộng ra các chương trình đào tạo dành cho các bác sĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ hiện nay chúng tôi đang có một cái chương trình đào tạo Master về Y tế công cộng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhà trường cũng đang hết sức nỗ lực để mà xây dựng những cái chuẩn mực đầu ra giúp cho chúng tôi có thể đạt được những cái tiêu chuẩn quốc tế. Ngoại ngữ là một trong những cái nó là vừa là công cụ nhưng nó cũng là một cái thước đo để đánh giá được cái hiệu quả hoạt động của nhà trường. Lương Thị Hằng là một trong 5 sinh viên thuộc chương trình điều dưỡng tiên tiến tham gia khóa học ngắn hạn tại Đại học Zealand Đan Mạch từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2015. Mình đã được học hỏi rất là nhiều từ bên Đan Mạch, đặc biệt là bởi vì mình biết là hầu như cái hệ thống y tế của bên Đan Mạch nó sẽ khá là giống của châu Âu chung. Cái thứ hai đó là vấn đề ngoại ngữ của mình cải thiện rất là nhiều. Trên tay tôi là cuốn giáo trình được viết bằng tiếng Anh mà các bạn sinh viên của chương trình điều dưỡng tiên tiến Đại học Y Hà Nội sử dụng trong các chương trình học hàng ngày. Việc học và thực hành bằng tiếng Anh như thế này sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái cơ hội và có sự tự tin hơn khi gia nhập vào thị trường lao động tự do ASEAN. Mô hình học hoàn toàn bằng tiếng Anh của chương trình điều dưỡng tiên tiến đã chứng minh tính hiệu quả với sinh viên và đang được mở rộng ra một số lớp học của các ngành khác như đa khoa, dinh dưỡng. Đến một thời điểm thích hợp thì tất cả cái chương trình đào tạo điều dưỡng ở đây, trường Đại học Y Hà Nội chúng tôi sẽ là chương trình đào tạo tiên tiến, tức là các em ra trường đều có khả năng ngoại ngữ tốt để có thể hội nhập quốc tế cũng như là khu vực. Thì chúng tôi nghĩ là điều kiện cần là phải có cái tay nghề chuyên môn giỏi, nhưng đồng thời điều kiện đủ là phải ngoại ngữ cũng giỏi. Thì khi chúng ta tham gia
cộng đồng kinh tế ASEAN hay họ hội nhập khi làm việc với các nước mới có thể chủ động được. Bộ Y tế cho biết, Bộ hiện đã ban hành chuẩn năng lực cho các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và chuẩn bị ban hành chuẩn năng lực cho nha sĩ. Trong đó, ngoại ngữ là một trong những quy định quan trọng giúp lao động ngành y tham gia hiệu quả vào thị trường lao động tự do trong khu vực. Với xu hướng sử dụng từ thuốc từ dược liệu của người dân ngày càng tăng cả trong và ngoài nước, việc phát triển ngành công nghiệp dược liệu của Việt Nam là điều trăn trở không chỉ của các nhà hoạch định chính sách mà còn của nhiều doanh nghiệp. Đây cũng là vấn đề trọng tâm mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng tới để phát triển cây dược liệu bền vững cũng như thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Có lịch sử sử dụng dược liệu lâu đời với nhiều loài cây thuốc quý như sâm ngọc linh, nấm linh chi, đằng sâm, rào cổ lam. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, Việt Nam đã bỏ qua thế mạnh này mà tập trung vào phát triển tân dược, khiến cho nhiều loài dược liệu lâm vào tình trạng thoái hóa hoặc bị khai thác cạn kiệt. Chúng ta phải chọn lọc giống, phải cải tiến giống, phải xác định được một cái quy trình sản xuất mà tối ưu nhất để đảm bảo rằng người Việt Nam được dùng thuốc sạch, thuốc đảm bảo an toàn. Theo các doanh nghiệp, cơ chế chính sách còn thiếu hợp lý, thiếu hấp dẫn đã khiến doanh nghiệp trong và ngoài nước ít quan tâm đến lĩnh vực này, khiến ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam chậm phát triển hơn so với các nước. Cái chính sách đất thì hầu như là chúng tôi thấy là chưa được nêu rõ trong việc dành riêng cho quỹ đất cho phát triển dược liệu, cũng như có rất nhiều những cái sản phẩm mà không phải là chính hãng cũng được nghiên cứu đã cạnh tranh với chúng tôi gần hàng trăm sản phẩm. Nay chúng ta là dược liệu phát triển tự phát, một số doanh nghiệp cũng đã chủ động một ít, còn thì lại là chúng ta đang phụ thuộc vào nước ngoài, cho nên là cái độ đúng và cái hoạt chất là rất khó xác định. Vậy thì chất lượng thế nào? Cho nên cái quan trọng nhất chúng ta càng chủ động bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu thì nó đảm bảo tính hiệu quả của cái tác dụng chữa bệnh của thuốc đó. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu, chính phủ cần có chính sách phát triển nuôi trồng và khai thác dược liệu, ưu đãi đầu tư sản xuất và kinh doanh dược liệu, tiến tới không còn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Hiện nay là tỉnh Lào Cai đang xây dựng quy hoạch cái vùng phát triển dược liệu và đang hoàn thiện các cơ chế chính sách để cho phát triển cái cây dược liệu và xoay quanh và lấy doanh nghiệp là đầu tàu để mà hỗ trợ, như là hỗ trợ về cái việc mà quy hoạch tích tụ dưỡng đất, thế để hỗ trợ cho vấn đề nghiên cứu và phát triển những cái cây dược liệu mà nó là thế mạnh. Phải coi cái việc phát triển dược liệu là một cái chương trình lớn của nhà nước và chúng ta phải tổ chức được cái đầu ra của sản phẩm tốt thì như vậy nó sẽ phát triển rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng thì Hàn Quốc họ làm theo cái hướng đó. Với hàng trăm bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, cùng với thế mạnh về nguồn dược liệu phong phú sẵn có, việc chọn ra những loại cây thích hợp để phát triển ngành công nghiệp dược liệu sẽ là điều mà Việt Nam cần làm, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia có thế mạnh về dược liệu thiên nhiên. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả năm 2016. Chỉ thị nêu rõ năm nay định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-20%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện đối với các tổ chức tín dụng, duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ theo chuẩn mực phân loại nợ của Việt Nam. Những ngày qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã kiến nghị các bộ ban ngành và chính phủ giảm thuế suất thuế nhập khẩu cho sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Chưa có kết quả trả lời chính thức từ các cơ quan chức năng. Vậy nhìn nhận đây là kiến nghị giảm thuế hay xin các cơ chế ưu đãi tiếp tục là câu chuyện phải bàn tới. Công khai, minh bạch các thông tin về cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước là vấn đề mà dư luận không chỉ quan tâm riêng ở nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trong 5 năm 2010-2015, tổng doanh thu của nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt gần 750.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 120.000 tỷ đồng. Đơn vị luôn giữ vai trò trung tâm của khu kinh tế Dung Quất. Sản lượng công nghiệp mà khu kinh tế Dung Quất đóng góp là khoảng từ 80-90% cái sản lượng công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi. Và về thu ngân sách cũng tương ứng như vậy, tức là khoảng từ 80-90%. Trong đó, nhà máy lọc dầu luôn luôn giữ vai trò là động lực, là trái tim
của khu kinh tế Dung Quất. Tuy nhiên, vào thời điểm này, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và tập đoàn dầu khí quốc gia đã có kiến nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Cụ thể là với dầu diesel thì áp thuế bằng 0%, còn với xăng thì áp dụng mức thuế là 10%. Cũng theo đơn vị, nếu không được đáp ứng, nguy cơ tạm dừng sản xuất của nhà máy là khó tránh khỏi. Cái việc mà chúng ta không điều chỉnh kịp thời thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái sản lượng, cái sản phẩm chủ lực của nhà máy chịu một cái giá đắt hơn cái sản phẩm cùng loại nhập từ nước ngoài thì nó sẽ rất là khó tiêu thụ ở cái thị trường trong nước này. Khi đó nhà máy không thể xuất bán được sản phẩm thì cái tồn kho nó sẽ tăng dần lên và dẫn đến cái việc tiếp theo là nhà máy sẽ phải giảm công suất hoặc là nặng nề trầm trọng hơn nữa là có thể là phải tạm dừng sản xuất. Cũng theo công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, các sản phẩm xăng của nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện đang áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 20%, sẽ cao hơn mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với sản phẩm xăng nhập từ Hàn Quốc là 10%. Việc chênh lệch thuế đã gây khó khăn lớn đối với nhà máy lọc dầu Dung Quất trong việc tiêu thụ sản phẩm cũng như kinh doanh. Cái việc mà chúng ta áp dụng cái ưu tiên ưu đãi cho một cái dự án lọc hóa dầu mà nó kéo dài nhiều năm như vậy, nó đòi hỏi phải đầu tư nhiều giai đoạn như vậy, nó là hoàn toàn khách quan. Đây là một công trình đại công nghiệp mà đầu tư từ đầu đến cuối nó tính bằng hàng chục năm. Nó buộc phải đi qua những bước sơ khai đầu tiên để tích lũy dần lực, tích lũy dần tiền, tài chính, tích lũy dần kinh nghiệm, vật tư để chúng ta có thể tiến đến bước thứ hai. Và như vậy nếu chúng ta không ưu tiên lãi cho nó những cái bước đầu còn non yếu này thì nó không có đủ sức, không có đủ nguồn lực, vật lực, tài lực để nó tiến đến cái bước tiếp theo là cái bước sẽ sản sinh ra lãi cao hơn, chính là hóa dầu. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng nhà máy đã được hưởng ưu đãi nhưng vẫn nhiều lần kiến nghị được giảm thêm thuế suất là không hợp lý, mà cần xây dựng hệ thống quản trị tốt cho nhà máy lọc dầu Dung Quất mới có sức cạnh tranh, nhất là khi Việt Nam sẽ phải thực hiện các cam kết về giảm mức thuế suất trong thời gian tới. Hơn 25 năm sau khi nước Đức thống nhất, cộng đồng người Việt đã hình thành và phát triển hội nhập tốt vào xã hội của Đức. Phần lớn thì bà con tự tìm cho mình một nghề để kiếm sống bằng chính sức lao động của mình, không phụ thuộc vào sự trợ giúp của nhà nước Đức. Và kinh doanh tại các trung tâm thương mại hay còn gọi là chợ của người Việt là hình thức được lựa chọn nhiều nhất. Và trong phóng sự sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cộng đồng người Việt tại Đức đã kinh doanh và thích nghi với những thay đổi của kinh tế nước Đức trong thời gian qua như thế nào. Trong những năm trở lại đây thì tình hình kinh doanh trên thế giới có phần gặp khó khăn và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại một số nước trong đó có khu vực Đông Âu cũng đã gặp những cái sự trở ngại trong công việc kinh doanh của mình. Bên cạnh những doanh nghiệp mà kinh doanh bán lẻ thì đã có một số doanh nghiệp đã chuyển đổi mô hình trở thành những doanh nghiệp bán buôn. Và đây là một trong những trung tâm thương mại là những đầu mối bán buôn tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Trung tâm thương mại Thái Bình Dương, khu vực Masan 17, Berlin. Một chục năm về trước, đây là nơi buôn bán đông đúc với các cửa hàng bán lẻ. Suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến sức mua của người Đức ngày một giảm. Không ít các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải đóng cửa, buộc cộng đồng kinh doanh người Việt phải tìm cách xoay sở. Với điều kinh doanh bây giờ, với cộng đồng người Việt mà nhất là ở một nước như nước Đức, thì cái nhu cầu chất lượng là phải đảm bảo. Cái thứ hai là mẫu mã là phải thay đổi. Đó là các doanh nghiệp kinh doanh quần áo, một mặt hàng từng làm mưa làm gió thị trường Đức, nhưng hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn do phát triển bán hàng online, giao hàng tận nơi, giá cạnh tranh. Còn với các mặt hàng khác thì sao? Họ suy nghĩ như thế nào? Việc bán buôn thì đâu cũng thế, chứ không nghĩ là gì chỗ nào đông thì là mình đến. Có thể những chỗ là nó vắng thôi. Nhưng là gì do khách hàng đến với mình và mặt hàng của mình, chất lượng hay không, giá thành, thì mọi người sẽ đến với mình. Như vậy, các doanh nghiệp đã nhìn ra được một hướng mới, đó là bán buôn thay cho bán lẻ. Chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh cũng là một trong những tiêu chí sống còn của họ. Và tất nhiên, chuyển đổi hướng kinh doanh mạnh dạn, hợp thời và nhanh nhạy nắm bắt cơ hội là điều kiện không thể thiếu. Theo tôi thì trong những năm tới là phải một số những doanh nghiệp là phải mạnh dạn để chuyển đổi cái hướng kinh doanh của mình. Hiện tại là tôi biết rằng có một số những cái doanh nghiệp quần áo ấy đã bỏ nghề và họ đã chuyển sang là buôn bán hàng online, buôn bán trên mạng và trong năm qua thì họ cũng đã vào trung tâm thương mại Thái Bình Dương
thuê những cái gian hàng không phải để đổ buôn mà là để làm kho và bán hàng trên mạng. Và cũng như nói lúc nãy là chúng tôi chỉ chú trọng đến một số những cái doanh nghiệp lớn nhập hàng xuất nhập khẩu trực tiếp bằng container. Chuyển đổi mô hình kinh doanh cho phù hợp với giai đoạn kinh tế hiện tại là một bước đi đúng mà doanh nghiệp Việt Nam tại Đức đang từng bước thực hiện và thành công. Điều này cũng giúp cho cộng đồng người Việt sống tại đây vững tâm hơn trong quá trình hòa nhập và phát triển tại nước sở tại. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: triển khai trung tâm hỗ trợ cộng đồng thứ hai tại châu Á, một trong những sáng kiến phát triển bền vững nhằm củng cố gắn kết cộng đồng trên toàn thế giới. Triển lãm giới thiệu tới công chúng những sáng tác của hai họa sĩ Dương Thùy Dương và Đỗ Tuấn Anh sau khi định cư tại Đức với thông điệp về hội nhập vào một nền văn hóa mới. Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Eco Center lần thứ hai của châu Á vừa khánh thành tại nhà văn hóa thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, Hà Nội. Đây là một trong những sáng kiến phát triển bền vững nhằm củng cố gắn kết cộng đồng trên toàn thế giới. Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Eco Center bao gồm một kiosk có toàn bộ phần mái sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời. Nguồn năng lượng xanh từ đây có thể cung cấp khoảng 8 kW điện một ngày để vận hành hệ thống lọc nước và duy trì các hoạt động khai thác tại trung tâm. Hệ thống xử lý nước của EcoCenter mỗi ngày có thể lọc được 6.000 lít nước tinh lọc nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của 3.000 người dân khu vực xung quanh và lân cận. Sáng kiến EcoCenter đã được triển khai thành công tại châu Phi, châu Mỹ Latin và gần đây nhất là thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2015 nhằm hỗ trợ nhân rộng các giá trị tích cực góp phần đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Tại đồng bằng sông Cửu Long, do nắng hạn kéo dài kèm với xâm nhập mặn sâu vào nội đồng đã khiến cho tình trạng thiếu nước ngọt trở nên nghiêm trọng hơn. Ở các tỉnh giáp biển như là Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, có đến hàng chục ngàn hộ dân đang sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt một cách trầm trọng. Mặc dù nước ở các kênh mương bị nhiễm phèn mặn như thế này, nhưng mỗi ngày gia đình chị Trần Hồng Cẩm ở xã Dân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang vẫn phải dùng. Bởi tại đây, bà con không thể khoan được giếng nước ngọt, còn việc mua đổi nước cũng hết sức khó khăn. Nhưng khi cái tầng ta không lợi nữa, thì mình cũng gán đợi chứ sao chứ. Thì xài thì khó khăn lắm, nước mặn thì xanh quanh không à. Không riêng gì chị Cẩm, hiện ở các địa phương giáp biển thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có đến hàng chục ngàn hộ dân đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng. Hơn 40.000 đồng là số tiền mà bà con tại đây phải bỏ ra để mua những lu nước như thế này. Giá cao nhưng mà chất lượng nó gần như không đảm bảo, bởi phần lớn nước tại đây lấy từ giếng khoan và chưa qua xử lý. Hiện giờ chủ yếu là nước lấy từ giếng nước ngầm lên để sử dụng thôi. Phần lớn là chưa qua xử lý, chưa qua hệ thống lắng lọc để mà là loại bỏ đi các cái kim loại hoặc là các cái tạp chất ở trong nước. Điều này khiến cho bà con tại đây càng trở nên lo lắng hơn. Cũng lo lắng lắm mà không có nước xài, mình gắng xài chứ cũng sợ nước người ta đổi ở đâu đem về, mình cũng sợ nước này kia. Thì nhiều năm qua thì vấn đề nước sạch này bằng những khả năng mà địa phương có nhưng mà giải quyết không được. Thì đây là một vấn đề rất là cấp bách, bức xúc cho người dân trong xã. Hàng chục ngàn hộ dân tại đồng bằng sông Cửu Long đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Điều này cho thấy ứng phó trước tình trạng thiếu nước ngọt cũng như những tác động khôn lường của hạn mặn gây ra là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Sáng ngày 26 tháng 2, tại cảng cá Sa Kỳ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Bạch Đằng phối hợp với ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi đã tổ chức bàn giao tàu đánh cá vỏ thép lưới dê Biển Đông 01 cho ngư dân Võ Văn Hân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tàu Biển Đông 01 có chiều dài 27m, chiều rộng 7,1m, công suất máy là 811 CV. Trên tàu có khoang chứa thủy sản, khoang chứa thiết bị, ngư lưới cụ và khoang chứa lương thực thực phẩm. Trên tàu được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cứu sinh, radar, thiết bị định vị toàn cầu, cứu hỏa, la bàn, giúp ngư dân an toàn hơn khi hoạt động ở các ngư trường khơi xa. Tổng kinh phí đóng tàu là gần 4 tỷ đồng từ vốn vay tại Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi. Theo Nghị định 67, thời gian vay trong vòng 11 năm, lãi suất vay là 7% một năm, trong đó chủ tàu trả 1% một năm, nhà nước hỗ trợ 6% một năm.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tuyển chọn phương án kiến trúc cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc thi tuyển để lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án hàng không Long Thành, nhà ga thuộc dự án cảng hàng không Long Thành là một bộ phận công trình thuộc tổng thể kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay. Nhà ga có tính chất đặc thù, gắn với các quy trình phục vụ đặc biệt và đồng bộ của cảng hàng không quốc tế Long Thành. Triển lãm tranh nhập cư và bản sắc vừa khai mạc vào tối ngày hôm qua 26 tháng 2 tại Hà Nội. Triển lãm giới thiệu tới công chúng những sáng tác của hai họa sĩ Dương Thủy Dương và Đỗ Tuấn Anh sau khi định cư tại Đức với thông điệp về việc hội nhập vào nền văn hóa mới và những trăn trở đi tìm tính bản sắc của người nghệ sĩ. Sự khởi đầu là loạt tranh sơn và mực vẽ trên giấy của họa sĩ Đỗ Tuấn Anh. Nó thể hiện trạng thái cảm xúc, tâm lý của người họa sĩ từ buổi sáng, trưa, chiều tối và đêm khuya trong ngày đầu tiên hòa nhập vào xã hội và nền văn hóa Đức. Trong không gian của cái thùng gỗ, vốn được lấy ý tưởng từ chính ngôi nhà gỗ của anh ở Solingen, người ta thấy tâm trạng của người nghệ sĩ mới nhập cư. Đó là cảm giác vừa rời xa nền văn hóa đất mẹ và sự bỡ ngỡ, sợ hãi và bế tắc khi đối mặt và tìm cách hội nhập vào nền văn hóa mới. Mình từ một đất nước đang phát triển đến một cái nơi phát triển rồi thì là nó vô cùng khó khăn, nhưng cũng có cái tốt là bởi vì là mình từ một đất nước nó có cái bản sắc tương đối riêng biệt, thế thì là nó cũng là một cái vốn để mình có thể phát triển được. Và bước đầu bây giờ mình đang sử dụng cái nguồn cảm hứng đấy để dùng kết hợp với cái nguồn cảm hứng ở nước Đức để mình tạo dựng nên một cái công việc mà nó kết hợp được cả hai, giữa châu Âu, giữa cái hình thức vẽ của châu Âu và châu Á. Lấy cảm hứng từ nhân vật Agnes trong tiểu thuyết Sự Bất Tử, nữ họa sĩ Dương Thủy Dương đã vẽ loạt tác phẩm sơn dầu với phong cách trừu tượng. Không thấy vẻ mặt sau những tấm mạng che, nhưng ánh sáng phát ra từ chính bên trong lại thu hút và đòi hỏi người xem phải quan sát thật sâu để khám phá thế giới nội tâm của nhân vật. Bản sắc của người nghệ sĩ hơn 10 năm sống và sáng tác tại Đức, đó là những suy nghĩ và ý tưởng từ bên trong. Thực ra tôi đi sang nước Đức khi mà 22 tuổi, có nghĩa là đã trưởng thành rồi. Ra trong con người mình thì mình luôn luôn là người Việt Nam. Thì khi mà mình trung thành với bản thân mình, chân thành với bản thân mình thì mình luôn là cái bản sắc của mình, không bao giờ mất cái bản sắc đấy cả. Xét về yếu tố bản sắc thì chắc chắn là rõ rệt rồi. Bởi vì không có nghĩa là nhìn vào tác phẩm của Đỗ Tuấn Anh hay là Dương Thủy Dương thì đến cái quãng đường đi của họ đến ngày hôm nay thì chắc chắn là không lạc đi đâu cả. Vốn dĩ là cái bản sắc của Tuấn Anh là từ những người nông thôn khai thác ở khía cạnh văn hóa vùng miền, còn của Thủy Dương thì khai thác ở khía cạnh nội tâm. Thì hai cái bản sắc đấy thì nó cũng chỉ là hai dạng hình khác nhau nhưng nó chung một điểm đến. Triển lãm nhập cư và bản sắc sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 13 tháng 3 tại Viện Goethe Hà Nội. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự trưa ngày 27 tháng 2 của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.